Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa khoảng trắng giữa các đoạn trong Word. Giả sử như ở đây tôi có một văn bản, thì các bạn quan sát này, văn bản của tôi có những đoạn á nó dư một khoảng trắng như thế này. Thì thông thường á giữa các đoạn nó chỉ được cách nhau một khoảng trắng mà thôi. Tuy nhiên ở đây các bạn quan sát này, có những đoạn cách nhau tới 2-3 khoảng trắng. Đó, nếu như các bạn chúng ta để như thế này á, khi in ra thì rất là xấu và soi cái cách nha. Còn nếu như các bạn chúng ta làm theo cách thủ công, tức là các bạn chúng ta sẽ di chuyển tới các khoảng trắng như thường, các bạn xóa như thế này. Đó. Nếu mà bạn xóa như thế này á, rất lâu và mất thời gian, bởi vì trong văn bản của tôi có rất là nhiều chỗ như vậy. Đó. Thì lỗi này á chúng ta hay gặp phải khi các bạn chúng ta copy tài liệu trên mạng về, thì hay gặp tình trạng như thế này. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách cực kỳ nhanh giúp bạn có thể là xóa các khoảng trắng như thường giữa các đoạn. Thì cách làm như sau. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ vào Top Home này. Sau đó các bạn chọn vào dòng là Reply. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện hộp thoại là Fill in Reply. Và cách thứ hai á, để xuất hiện hộp thoại Fill in Reply, thì các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl H. Thì lúc này á, nó cũng xuất hiện hộp thoại là Fill in Reply. Rồi, tại ô Fill Word á, các bạn chúng ta sẽ nhập ký tự sau đây. Ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập là mũ B. Rồi, để tạo ra mũ á, các bạn chúng ta sẽ bấm là Shift 6 nha. Thì nó ra mũ. Sau đó các bạn chúng ta nhập B. Tiếp theo tôi sẽ nhập mũ B một lần nữa. Sau đó ở mục là Display Width thì tôi sẽ nhập một lần mũ B. Thì ký tự mũ B này á là ký tự xuống dòng. Tức là tôi sẽ tìm tới những chỗ nào á có hai ký tự xuống dòng thì tôi sẽ thay thế một ký tự xuống dòng. Đó, xong rồi thì tôi sẽ chọn vào Display On này. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện thông báo là có 11 chỗ vừa thay thế. Tôi chọn vào OK. Lại tiếp theo tôi bấm vào Display On một lần nữa. Đó, còn 8 chỗ. Bấm vào Display On một lần nữa, còn một chỗ. Đó, các bạn chúng ta bấm cho tới khi nào nó chỉ còn một chỗ mà thôi thì các bạn chúng ta dừng lại nha. Và chạm vào Close. Thì lúc này á, văn bản của tôi nó đã chuẩn chỉnh rồi và không có chỗ nào dư thừa nữa. Đó. Như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách xóa khoảng trắng giữa các đoạn trong Word. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn theo dõi.